shopmoviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào các bạn, hôm nay Mô Việt sẽ chơi Ngọc Phiến Công Chúa của Long Trì Quốc Dê. Dê thì phải ghê rồi, một chiêu một mạng từ rất xa. Đây là vị tướng khả năng cấu rỉa sốc đam từ xa và là tướng mới thứ 111 trên Global, dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 1 năm 2022. Các bạn đợi tầm vài ngày nữa thôi sẽ mua được Dê nha. Không phải tướng miễn phí đâu. Cái thông tin miễn phí là thông tin không phải chính thức. Vị tướng này sẽ được mở bán và bán với giá bao nhiêu thì các bạn cùng chờ đợi trong thời gian sắp tới nha. Chắc cũng tầm 18k vàng thôi. Một con tướng mình thấy chơi rất phê bởi vì nó tên là Dê và nó cực kỳ gọi là khó chịu với khả năng spam chiêu từ xa. Anh em nhớ cái con Ignis, Iggy, nó con tướng khả năng spam chiêu thì con Dê là nó spam chiêu thì con hack dam này anh em ơi. Một combo một mạng. Nhưng mà nhìn thế thôi, nhìn mình combo thôi, nhiều pha anh em cứ ném chiêu vào không khí là cái chắc cú luôn. Vị tướng này sai chiêu là phải có khả năng định hướng chiêu rất là tốt. Bởi vì tại điểm giao nhau như vừa rồi mới gây sát thương to nhất nha. Bình thường các bạn chỉ ném hai quạt thôi, nhưng mà khi mà cường hóa các bạn sẽ ném 4 cái quạt và gấp đôi sát thương. Chứ như vậy làm sao ném những cái chiêu cường hóa là thật chuẩn xác thì chơi dê mới hiệu quả được. Thì hôm nay Mô Việt vừa dẫn anh em chơi Dê, vừa thông báo là nó không miễn phí đấy anh em. Các bạn bớt chờ đợi là tướng miễn phí đi. Ok này, ok bùa xanh. Cái này cũng cần bùa xanh, cần hồi chiêu để mình spam chiêu hiệu quả hơn. Thực ra nó cũng không quá sợ những cái con tướng sát thủ một lần Navo giống như Pain đâu. Chỉ sợ mấy cái bạn sát thủ mà cơ động nhiều cơ, truy sát nhiều cơ chứ P này. Nhưng mà cũng sợ phết anh em ơi, không có đùa ở đâu. Bởi vì Dê là một con tướng kém cơ động. Cái chiêu cuối của anh em chỉ hấp tung những mục tiêu thôi trong bộ đúng không? Hấp đẩy ra những mục tiêu ở phía trước mặt thôi, và cũng không nhảy qua tường được. Đó, nên là di chuyển phải hết sức gọi là chuẩn xác, giống như là các bạn chơi những con tướng như Alistar hay là chơi Kali thì sát là bay màu luôn. Nên là mình sẽ đứng xa, lợi thế của mình là spam chiêu từ xa, mình sẽ đứng xa, mình spam áp lực. Đấy anh em ơi, đấy là chữ cùng hóa chiêu nha, cùng hóa chiêu của đấy là gần chết rồi. Tại sao nói là sốc đam mà nó lại cấu rỉa như vậy? Vì đam cấu rỉa nó lại ngang kiểu sốc đam một chiêu một mạng, thì gọi là sốc đam cấu rỉa, cực kỳ khó chịu nha, chạy đi đâu. À, cái combo rất là hay của vị tướng này, anh em hãy sử dụng cái combo đó là chiêu cuối, chiêu 2, auto trúng nha. Chiêu cuối xong ấn chiêu 2 luôn. Còn cái việc chơi con này ý, thì các bạn phải biết khoảng cách gần, khoảng cách xa để sử dụng chiêu 1 hay chiêu 2 cho hợp lý. Khi mà tướng địch ở gần thì hãy dùng chiêu 1, còn khi tướng địch ở xa hãy dùng chiêu 2. Đấy, nhưng mà phải đúng tầm chiêu để cái tâm, cái điểm giao nhau của chiêu là giữa vị trí tướng địch. Như vừa rồi anh em ơi, lù cái đầu bạn lao đi ao luôn, thò cái mặt ra phun cái máu còn chấm máu. Thế thì chơi cái gì đúng không? Quá ghê, đúng là dê có khác. Ôi kìa, yếu ngay. Đúng là siêu lực từ con tướng này nha. Tất nhiên là cái build đồ ngày hôm nay là mình chơi cái build đồ gọi là một chiêu một mạng. Còn anh em có thể chơi build đồ hồi chiêu, nhưng mình nghĩ là một chiêu một mạng vẫn là một phong cách cực kỳ thốn. Đây nhà mình đang tăng hình em ơi, mình chiêu cuối này tính ám sát mình không có được. Ám sát mình là chết nha, mình căn chiêu cuối để mình chống trường hợp đó rồi. Hết chiêu cuối mình lại đánh thấp một tí. Có chiêu cuối thì mình tự tin hơn một tí chứ không phải là đứng cao nha. Cái này con đứng cao là các bạn hoang luôn. Hãy chơi nó như chơi một con tướng AD. Thậm chí nó còn nguy hiểm hơn AD bởi vì nó đam còn to hơn. Nó spam siêu từ xa nha. Thôi mua nhầm đồ rồi. Được, các bạn theo dõi bên dưới cùng phù hiệu các bằng ngọc phần mô tả video clip của Mô Việt.
Nói chung là mình luôn muốn chia sẻ tất tần tật những thông tin mình biết, những cái mình biết, những cách chơi những con tướng mới. Nó sắp ra mắt rồi nên làm nhẹ cái clip này để các bạn tham khảo trước về con tướng số 111 của Game Mobile. Còn con tướng số 112 thì hiện tại chưa có thông tin gì về con tướng đó chính thức cả anh em ơi, chỉ là những cái tin đồn thổi thôi. Đó là vị tướng kính, một con tướng sát thủ vật lý khá là diệu bên bản gốc Vương Giả Minh Diệu. Thì có thể mình sẽ làm kính sớm để cho các bạn biết là con kính ấy nó ảo diệu như thế nào. Áp lực thực sự luôn, đúng là dê quá ghê. Tuy vậy không chịu nổi nhiệt luôn anh em ơi. Ba đường mega thế này, ép lên thì sao mà đỡ được. AD, ôi không đúng giữa chiêu anh em ơi. Thôi mình lui nha, đợi hồi chiều cái đã. Thôi anh em cứ xử lý hết đi. Thôi thôi xong các bạn này, chạy làm sao được. 10 mạng cho dê. Nhìn anh em thấy là một vị tướng hết sức xinh đẹp. Ngọc phiến công chúa của Long Chi Quốc mà. Rất là xinh đẹp luôn. Nhiều anh em bảo lên Cobalt sao lâu không ra những con tướng động kiểu động vật. Thỏ cáo thì có rồi. Thêm con bò, con trâu hay là con trâu có rồi, con bò có rồi. Con tê giác hay là con khủng long gì đó. Ok, nhưng mà game thì phải ra cái đẹp chứ, cái đẹp thì anh em mới chơi chứ. Tướng xấu anh em có chơi đâu, toàn con tướng động vật thì anh em lãng quên thôi. Áo trình. Ok, và có lẽ thì video của mình cũng đến đây hết rồi. Xin chào anh em, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo. Bye bye. Ủa đánh thường được cộng rất nhiều sát thương phép nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.